Nghị quyết đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã xác định một trong ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá là đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Để thực hiện mục tiêu này, có vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số của cả nước, kinh tế số chiếm tối thiểu 20% GDP thành phố. Để đạt được các mục tiêu trên, một trong những giải pháp quan trọng là Đà Nẵng triển khai đề án chuyển đổi số, hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trên thực tế, để phát triển và hội nhập thì doanh nghiệp không thể đứng ngoài cuộc. Chuyển đổi số là phương thức duy nhất để chúng ta có thể hội nhập thế giới một cách nhanh nhất. Thế thì với cái tinh thần đó thì cái nhiệm kỳ 7 của Hội Doanh nhân trẻ luôn luôn đề cao cái tầm quan trọng của chuyển đổi số và thực hiện hàng loạt những cái chương trình như là đồng hành cùng với doanh nghiệp thực hiện cái chuyển đổi số để thay đổi cái mô hình, cái phương thức kinh doanh cũng như là tiếp cận với khách hàng một cách nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Và với những cái hoạt động chúng tôi đang làm thì chúng tôi cũng mong muốn là mang lại một cái nhận thức rất đúng đắn cho tất cả những cái doanh nghiệp trong địa bàn của thành phố Đà Nẵng nói chung cũng như là trong Hội Doanh nhân Đà Nẵng nói riêng về cái sứ mệnh mà chúng ta cần phải làm trong cái việc là thay đổi chính cái doanh nghiệp của mình để thích ứng với cái môi trường toàn cầu hóa hiện nay. Đà Nẵng hiện có 35.000 doanh nghiệp, trong đó hơn 90% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nguồn nhân lực về chuyển đổi số còn yếu, nguồn lực về tài chính công nghệ hạn hẹp nên việc lựa chọn hướng đi, đào tạo nhân lực, đầu tư nguồn lực tài chính trong quá trình chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp khó khăn nhất định. Doanh nghiệp nhỏ và vừa mới chỉ đủ khả năng chi trả cho sản xuất cơ bản, còn đầu tư lớn cho chuyển đổi số thì không phải doanh nghiệp nào cũng được làm ngay, bởi các vấn đề chi phí, tư vấn, định giá, giải pháp thực hiện. Một cái nhóm doanh nghiệp, những cái nhóm rất lớn để có thể phục vụ cho việc chuyển đổi số, thì họ sẽ có những cái đơn vị tư vấn để có thể tư vấn cho việc chuyển đổi số. Nhưng mà nhóm doanh nghiệp còn lại chiếm 70% trên thị trường Việt Nam, đó là doanh nghiệp SME, là những doanh nghiệp nhỏ và vừa, thậm chí là những người bán hàng ở chợ, thì hầu như họ không nắm được này và không một ai có thể tư vấn để giúp cho họ chuyển đổi số. Để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chính quyền Đà Nẵng đã chỉ đạo và kết nối nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố tổ chức cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh, thông qua việc tái cấu trúc doanh nghiệp, tái đánh giá chuỗi giá trị, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp. Thành phố còn tổ chức các hoạt động văn phòng chuyển đổi số thành phố, tư vấn các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số. Thực tế là chúng tôi cũng rất may mắn là bên chỗ chi nhánh Viettel tại Đà Nẵng là hội viên, cũng là tham gia trong lãnh đạo. Thì chúng tôi đã cùng Viettel cũng đã tổ chức những cái hội thảo và Viettel sẽ sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ vừa trong cái công việc là chuyển đổi số, sẽ có những cái gói nó phù hợp với tình hình doanh nghiệp. Tôi cho dần dần từng bước nâng cao. Tôi hy vọng rằng các doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Đà Nẵng muốn phát triển thì xu thế phải chuyển đổi số. Năm 2022, kinh tế số đóng góp 17,5% trong cơ cấu GDP của Đà Nẵng. Đà Nẵng hiện thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, thương mại điện tử của cả nước. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số chiếm hơn 20% GDP.